đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Viên Băng Nghiên khóc bi thương ở Khuynh Thành Diệt Thanh Hoang, liệu xóa được ồn ào xài nước nhỏ mắt? Hậu trường phim Khuynh Thành Diệt Thanh Hoang đã tiết lộ một số tạo hình của nữ chính Viên Băng Nghiên. Cách đây không lâu, thông tin Viên Băng Nghiên và Trung Hán Lương cùng hợp tác trong bộ phim Khuynh Thành Diệt Thanh Hoang tung ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mới đây, dự án phim này cũng đã chính thức đóng máy và tung ra video hậu trường của dàn diễn viên trong phim. Xuất hiện trên trường quay, Viên Băng Nghiên được ngợi khen bởi dáng vẻ xinh đẹp, cuốn hút. Nữ diễn viên mặc trang phục khá cầu kỳ, nữ tính và ôm chặt bó hoa do ekip sản xuất gửi tặng. Làn da trắng mịn, ngũ quan cân đối cùng vóc dáng mềm mại là những điểm nổi bật có thể thấy từ ngôi sao của phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Trong phim này, Viên Băng Nghiên vào vai nữ thần y Thanh Hoang thông minh, xinh đẹp. Ở video hậu trường mừng đóng máy được phía đoàn làm phim tung ra mới đây, rất nhiều tạo hình xinh đẹp của Viên Băng Nghiên trong phim đã được hé lộ. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nên các tạo hình cổ trang của mỹ nhân 9X này cũng được khán giả đánh giá rất cao. Đặc biệt trong đoạn video này, một số cảnh khóc của nữ chính Thanh Hoang, Viên Băng Nghiên trong phim cũng xuất hiện. Cảnh khóc được đánh giá là đem đến cảm giác bi thương, buồn bã nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của Viên Băng Nghiên. Tuy nhiên, cảnh khóc của Viên Băng Nghiên trong Khuynh Thành Diệt Thanh Hoang lại khiến nhiều người nhớ đến drama dùng nước nhỏ mắt của cô nàng trong Lưu Ly. Trước đó, ở bộ phim Lưu Ly đóng cùng Thành Nghị, người đẹp này đã khiến khán giả không ít lần phải khóc theo nhân vật chữ toàn cơ của mình. Khoảnh khắc rơi nước mắt của nàng mỹ nhân khiến khán giả vô cùng cảm động. Thế nhưng, hảo cảm với diễn xuất của Viên Băng Nghiên lại bị phá tan khi hình ảnh cô nàng dùng thuốc nhỏ mắt trong hậu trường được tung ra. Người tình màn ảnh của Thành Nghị đã nhận về vô số gạch đá vì không kính nghiệp, không nắm bắt được cảm xúc của nhân vật. Dù Lưu Ly đã lên sóng được 2 năm, thế nhưng Viên Băng Nghiên vẫn luôn bị khịt vì dùng nước nhỏ mắt trong cảnh khóc. Các fan hy vọng rằng sau Khuynh Thành Diệt Thanh Hoang, Viên Băng Nghiên sẽ được xí xóa lỗi trước đó. Khuynh Thành Diệt Thanh Hoang được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nữ Nhân của Vương Ai Dám Động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiết. Ngoài Viên Băng Nghiên và Trung Hán Lương, phim còn có sự tham gia diễn xuất của Cốc Gia Thành, Đổng Hữu Lâm, Trương Nguyệt. Bộ phim này hiện vẫn chưa có lịch chiếu chính thức. Tham gia Street Dancer.